Mỹ Thứ đi đâu ăn đó anh nha. Bạn có biết có một loại quả có cái tên rất là thú vị là quả thần kỳ. Thật ra thì cây thần kỳ là loại cây có nguồn gốc từ khu vực Tây Phi từ thế kỷ thứ 18. Ở Việt Nam thì mọi người biết đến loại quả này nhiều hơn khi mà giá bán 1kg quả thần kỳ đạt mức cao ngất ngưỡng là 1,6 triệu trên 1kg. Ở tại Nhật Bản thì quả thần kỳ được dùng hỗ trợ những người tiểu đường và ăn kiêng, bởi quả thần kỳ tươi có thể đánh lừa vị giác của tất cả chúng ta trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Tức là khi ăn loại quả này xong, nếu chúng ta ăn các đồ chua vào thì bạn có cảm giác vị ngọt chứ không hề cảm nhận được vị chua. Tuy nhiên khi bạn dùng lâu thì sẽ dẫn đến loét miệng, vòm họng, ung thư dạ dày và gan. Và ngày hôm nay, miệt thứ thứ 11 sẽ cùng bạn đi tìm quả thần kỳ. Chúng ta sẽ trải nghiệm cảm giác biến vị chua cay thành ngọt ngào các bạn nha. Ủa tụi con đang hái cái gì vậy? Hái trái thần kỳ. Đâu, trái thần kỳ là làm sao đâu? Nó vậy, nó bé mất nha. Được không trời, hái được không ta? Chú thấy là không ổn rồi đó, thôi kêu bà nội ra đi. Bà nội ơi, rồi bà nội ra hái cho mấy đứa đi, chú thấy là không ổn rồi đó. Rồi để bà nội hái cho bà Lâm ơi. Hái được rồi. Để nãy hái cho. Leo được rồi. Leo mới được. Bà nội cũng phải leo. Bà nội mấy con bỏ chạy. Hái vô bữa. Nè. Ủa trái này là trái gì cô? Trái thần kỳ. Nó thần kỳ hả? Có tên tên nghe hấp dẫn quá vậy. Rồi cái này mình ăn sao? Mình ăn nó vô cái mình tắt miếng chanh mình tạt vô ngọt ngay luôn. Cái này là con nít thích ăn hả? Ngon lắm. Thôi đừng có quên. Nhóc hết trơn luôn bà con. Đây, món ăn thần kỳ đã tươi. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Hả? Hấp dẫn không? Rồi giờ ăn sao? Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Bây giờ tụi con ăn không có chanh coi. Rồi cho chú biết cảm nhận như thế nào nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3, ăn. Ăn đi. Ăn đi. Cảm giác làm sao? Cảm giác làm sao? Chua hay ngọt? Hay chua chua. Chua chua. Còn Bảo Long sao? Rồi. Như vậy là nếu mình ăn không thì rất là chua phải không? Rồi, bây giờ mình ăn với chanh coi. Ăn với chanh, ăn với chanh coi. Ăn với chanh sao? Ăn chanh chanh. Phải nặng vô hả? Đây đây con. Hay là cạp? Nặng hay cạp? Nặng hay là cạp? Nặng em nặng vô. Nặng hả? Nặng chanh vô. Nặng được không đó? Thôi cạp đi. Cạp cho nhanh. Cạp cho nhanh. Cạp. Con không ăn đâu. Con không ăn đâu hả? Rồi, chua hay ngọt? Ngọt, còn sao kỳ với ta? Sao kỳ vậy? Cứ có con này nè. Sao chưa kỳ vậy, ngọt không? Ngọt. Rồi khoái ăn không? Rồi ngày nào cũng ăn hả? Chắc không? Không chắc ngày nào. Chúng ta sẽ ăn với chanh nha mọi người. Đây là gọi là trái thần kỳ và chúng ta sẽ ăn với chanh. Nếu ăn không thì nó sẽ chua chua ngọt ngọt, nhưng ăn với chanh thì nó sẽ rất là ngọt nha bà con. Con muốn biết con chừng mặt này. Chanh này
chú thấy là con ăn xong với con cạp miếng chanh vô là ngon à. Thử coi, rồi ăn coi. Rồi, cạp miếng chanh vô. Cạp vô. Có phải cạp vô thì nó mới ngọt chứ, bây giờ có ăn con nhà ra rồi còn đâu nữa cảm giác. Bây giờ ăn chanh không là chua rồi. Trời ơi, dở ẹt. Ngon, ngon.